xin mời cộng đoàn đứng. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con bắt đầu đi vào chặng thứ 6 đến chặng thứ 10. Qua việc chúng con ngắm 5 chặng để mỗi người chúng con suy niệm về cuộc thương khó của Chúa. Qua đó mỗi người chúng con khám phá ra được Thiên Chúa yêu thương nhân loại, trong đó có mỗi người chúng con, để mỗi người chúng con trong tuần thánh này cũng biết đi vào con đường thập giá để từ bỏ những gì cản lối con đường chúng con đến với Chúa, để qua đó mỗi ngày chúng con sống mỗi ngày hoàn thiện hơn. Giờ đây xin Chúa cùng đồng hành với mỗi người anh chị em chúng con trong giờ nguyện lãnh này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Những kẻ sát hại người công chính tương
thành gian cha đã xa, lâu cha chỉ đến, khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc cả hơn mọi người nữ, và Jesus con lòng bà hồng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và
kính mừng Maria đầy ơn phúc đức. Xin cho chúng con không
vững lòng trong cậy Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúa
Giêsu là vua các vua, là chúa các chúa, là đấng duy nhất đem lại sự sống đời đời. Xin cho chúng con được trung thành theo Chúa luôn mãi. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, còn hơn sự khôn ngoan của loài người.
sự yếu hèn của thầm xa thì mặn hơn thiên hà. Xin cho chúng con biết mến yêu sự khôn ngoan của thầm xa Chúa. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ tha nợ chúng con. Xin Cha để tất cả quý anh chị em đã tham dự trong